Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Kính chúc chư tôn đức và quý vị một tuần mới khởi sắc, công việc hanh thông và thành tựu viên mãn. Bản tin hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần, có những tin tức Phật sự đáng chú ý như sau. Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội họp mặt đầu năm. Thông tư hướng dẫn tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Thành phố Hồ Chí Minh trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược sư cầu an đầu năm Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc tự. Lễ khai xuân chúc Tết và cầu an đầu năm của phân ban Phật tử hải ngoại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thừa Thiên Huế, lễ cầu nguyện bình an đầu năm mới đến đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới. Phật giáo quốc tế, Cửu Hoa Sơn, Liên Hoa Phật Quốc tại An Huy, Trung Quốc. Sau đây kính mời chư tôn đức và quý vị cùng đến phần tin chi tiết. Sáng ngày 4 Tết Nhâm Dần, nhằm ngày 4 tháng 2 năm 2022, tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, theo thông lệ hàng năm, Trung ương Giáo hội đã tổ chức buổi họp mặt đầu xuân chúc mừng năm mới và khánh tuế chư tôn đức trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các ban viện Trung ương và văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quang lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, cùng chư tôn đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 các ban viện Trung ương. Thay mặt chư tôn đức các ban ngành viện Văn phòng 2 Trung ương cùng toàn thể lãnh đạo cán bộ nhân viên văn phòng, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã thành kính dâng lời tác bạch khánh tuế và gửi lời chúc Tết đến nhị vị Hòa thượng, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dịp này, Hòa thượng Thích Huệ Thông cũng đã báo cáo khái quát về những thành tựu hoạt động Phật sự trong năm 2021 vừa qua. Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhân thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tán thán những thành quả đạt được của các ban ngành viện và Văn phòng 2 Trung ương trong năm qua. Theo đó, những thành quả Phật sự đạt được trong năm qua đã góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển với tinh thần hộ quốc an dân đồng hành cùng với dân tộc. Nhân đây, Hòa thượng sơ lược lại những thành quả Phật sự của các ban ngành viện và Văn phòng 2 Trung ương trong một năm đầy khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Hòa thượng khẳng định, để có được những thành công này là nhờ sự khéo léo và linh hoạt trong các công tác Phật sự cũng như tinh thần dấn thân đoàn kết của chư tôn đức lãnh đạo các ban ngành viện và Văn phòng 2 Trung ương. Nhân dịp đầu năm mới, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự gửi lời chúc Tết đến toàn thể chư tôn đức các ban ngành viện và Văn phòng 2 Trung ương cùng toàn thể tăng ni Phật tử cả nước thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường mà Phật sự đều được thành tựu tốt đẹp. Đáp lại sự quan tâm của vị Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức tăng ni Phật tử đã thành kính đảnh lễ mừng tuổi chúc mừng năm mới nhị vị Hòa thượng lãnh đạo giáo hội và kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, thành tựu các Phật sự. Đồng thời, chúc nguyện cho nhị vị Hòa thượng mãi là bậc tòng lâm thạch trụ, bóng cây đại thọ che mát cho hàng tăng ni Phật tử, nương tựa tu học và phục vụ đạo pháp dân tộc. Để việc tấn phong giáo phẩm theo đúng quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trình tự phê chuẩn của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 26 tháng 1 năm 2022, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương hướng dẫn thủ tục tấn phong giáo phẩm qua thông tư số 030/TT-HDTS do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã ký có nội dung hướng dẫn cụ thể như sau. Ban trị sự tổ chức phiên họp để giới thiệu tăng ni tại địa phương hội đủ các tiêu chuẩn được tấn phong giáo phẩm theo điều 53, 54, 55 và 56, chương 9, Hiến chương Giáo hội và điều 63, 64, chương 11, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau khi Ban trị sự thông qua việc tấn phong giáo phẩm, đề nghị quý ban gửi danh sách về Văn phòng Trung ương Giáo hội theo mẫu lý lịch trích ngang, theo thứ tự và hướng dẫn gồm các thông tin cụ thể của quý tăng ni được tấn phong, đạo hiệu thường dùng, họ tên khai sinh, năm sinh, nơi sinh, hạ lạp, năm thọ giới tỳ kheo ni, địa chỉ thường trú. Bị chú, đối với tăng ni đã được Ban trị sự đề nghị tấn phong và được Hội nghị Thường niên của Trung ương Giáo hội thông qua thì không phải gửi danh sách tấn phong giáo phẩm theo tinh thần thông tư này.
đối với những tăng ni có hộ khẩu thường trú tại địa phương, đang công tác Phật sự tại các ban viện Trung ương Giáo hội, Học viện Phật giáo Việt Nam, thủ tục tấn phong phải được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành chính thức giới thiệu theo Điều 53, 54, 55 và 56, chương 9, Hiến chương và Điều 63, 64, chương 11, Nội quy Ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiêu chuẩn tấn phong giáo phẩm theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nội quy Ban tăng sự Trung ương. Tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng, Ni Trưởng, sinh năm 1962 trở lên, 40 hạ lạp, thọ giới tỳ kheo Ni năm 1982 trở lên. Tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni Sư, sinh năm 1977 trở lên, 25 hạ lạp, thọ giới tỳ kheo Ni năm 1997 trở lên. Tại Đại hội 9 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các trường hợp sau đây được xét tấn phong giáo phẩm. Giáo phẩm Hòa Thượng, Ni Trưởng, sinh năm 1963 trở lên, thọ giới tỳ kheo ni từ năm 1983 trở lên. Giáo phẩm Thượng tọa, Ni Sư, sinh năm 1978 trở lên, thọ giới tỳ kheo ni từ năm 1998 trở lên. Về công đức đóng góp cho đạo Pháp và dân tộc, căn cứ vào các bằng tuyên dương công đức, bằng khen, giấy khen của các cấp giáo hội, căn cứ huân chương và các phần thưởng cao quý khác của nhà nước các cấp, nếu có, tăng ni phải là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp và không vi phạm pháp luật nhà nước. Hồ sơ gồm có một văn bản đề nghị xin tấn phong giáo phẩm do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố thiết lập, một bản lý lịch tư pháp, một bản sao giấy chứng điệp thọ giới tỳ kheo ni hoặc chứng nhận tăng ni có sao y bản chính, một bản sao giáo chỉ tấn phong thượng tọa hoặc ni sư nếu tấn phong giáo phẩm hòa thượng hoặc ni trưởng. Thời gian gửi hồ sơ về văn phòng Trung ương Giáo hội. Sau khi hoàn tất các thủ tục giới thiệu tại địa phương, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành gửi hồ sơ đề nghị tấn phong giáo phẩm về văn phòng Trung ương Giáo hội. Các tỉnh thành phía Bắc gửi hồ sơ về văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, Hà Nội. Các tỉnh thành phía Nam gửi hồ sơ về văn phòng Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất là ngày 15 tháng 6 năm 2022 để Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Ban Tăng sự Trung ương xét duyệt tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Thường trực Hội đồng trị sự và trình Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 thông qua. Ban Tăng sự Trung ương không chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ nộp trễ hạn theo thời gian quy định. Đây là một trong những công tác có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo hội ghi nhận công đức đối với đạo Pháp và dân tộc của tăng ni, đề nghị Ban trị sự triển khai thực hiện có kết quả nội dung thông tư này. Với ý nghĩa tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận của Pháp hội Đàn Dược sư do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm. Sáng qua ngày 6 Tết Nhâm Dần, tức ngày 6 tháng 2 năm 2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm cử hành lễ khai đàn Pháp hội Dược sư tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận đầu xuân Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Để Pháp hội được thành tựu viên mãn, hiện diện chứng minh có trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ Hội đồng chứng minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Như Tính, thành viên Hội đồng chứng minh, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, Chư Tôn Đức Hội đồng trị sự, Ban trị sự Phật giáo thành phố và các quận huyện. Dưới khí trời ấm áp trong những ngày đầu năm mới nơi Việt Nam Quốc tự, tại chánh điện đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, Chư Tôn trưởng lão Hòa Thượng niệm hương bạch Phật khai kinh. Đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và chí tâm đảnh lễ 12 đại nguyện của Ngài. Trưởng lão Hòa Thượng quyền Pháp chủ cử nhành dương sái tịnh đàn tràng Pháp hội Dược Sư đầu năm Nhâm Dần chính thức khai đàn để kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận. Tiếp đó, Hòa Thượng Thích Lệ Trang cử tán và xướng sở cầu an cho đạo Pháp xương minh, đất nước thanh bình, khắp chốn bình an, nhà nhà hạnh phúc. Phật tử về tham dự Pháp hội theo sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức cùng tụng kinh Dược Sư và dân sớ cầu an đầu năm. Theo đó, Pháp hội Dược Sư đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh đúng với chánh Pháp. Thông qua đàn tràng Dược Sư mong muốn gửi gắm ước nguyện được một năm bình an. Theo truyền thống, đây là năm thứ 10 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Pháp hội Dược Sư khai đàn từ ngày mùng 6 và Chư Tăng luân phiên tụng kinh Dược Sư vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày cho đến hết tháng Giêng.
Cùng với tinh thần đó, tại các tự viện cũng đồng loạt tổ chức đàn tràng dược sư cầu an năm mới. Thưa quý vị, tối ngày 4 Tết Nhâm Dần, Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức khóa tu online lễ khai xuân chúc Tết và cầu an đầu năm dành cho các đạo tràng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài, tạo nhịp cầu tâm thức, nối kết những người con xa xứ hướng về ngày Tết truyền thống của dân tộc. Khóa tu được sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham dự và hiện diện có Đại Đức Thích Tuệ Nhật, Phó Thư ký Phó Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Khóa tu, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Tổ chức và gần 200 Phật tử tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Châu Âu, Châu Mỹ, Việt Nam và các nước khác trên thế giới tham dự. Chương trình được diễn ra trên nền tảng công nghệ trực tuyến Zoom dưới sự dẫn chương trình của Đại Đức Thích Tuệ Minh, Phó trưởng Phân ban phụ trách khối Châu Úc, Phó ban tổ chức khóa tu. Sau lời phát biểu khai mạc của Đại Đức Thích Thiện Mỹ, Phó trưởng Ban Thường trực Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử đã được lắng nghe thư chúc Tết của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong không gian gắn kết đạo tình, Chư Tôn Đức giao lưu với quý Phật tử các nước cùng nhau điểm qua những nét đẹp về văn hóa truyền thống trong ngày Tết của dân tộc, ý nghĩa ngày Tết, chúc Tết, mừng tuổi, đi chùa lễ Phật đầu năm, hái lộc đầu xuân, chia sẻ cảm nhận xuân tha hương, tôn vinh những giá trị cao đẹp trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đại diện Phật tử các nước đã dâng lời khánh tuế lên Chư Tôn Đức. Tiếp đó, Đại Đức Thích Tuệ Nhật, trưởng ban tổ chức khóa tu, gửi lời chúc xuân đầy ý nghĩa. Sau cùng, Chư Tôn Đức đã thực hiện nghi thức cầu an đầu năm. Các Phật tử cùng nhau hòa tụng Kinh Phước Đức, hướng tâm nguyện cầu lan tỏa nhiều năng lượng an lành đến với chúng sanh, cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Khóa tu online đầu xuân Nhâm Dần do Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, với ý nghĩa bảo lưu nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam cho đồng bào xa xứ, tạo không gian tâm linh online ấm áp đạo tình, nhắc nhở những người con xa tổ quốc luôn duy dưỡng tâm linh bằng sự tu tập dưới mọi hình thức và nên giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc dù bất kỳ nơi đâu. Chương trình lễ khai xuân chúc Tết và cầu an đầu năm online đã khép lại, nhưng mở ra nhịp cầu tâm thức nối kết giữa những người con xa xứ hướng về cội nguồn dân tộc, nơi đó có gia đình, người thân, đồng bào, tổ quốc và mái chùa ấm áp trong lòng dân tộc. Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng Giêng năm Nhâm Dần vừa qua, tại chùa Linh Sơn, ban tổ chức tang lễ và môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan Hòa Thượng Thích Thông Lưu, viện chủ tổ đình Linh Sơn, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Quan lâm chứng minh chú nguyện có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Trí, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thích Ân Chánh, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, sám chủ tang lễ, Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử trong tỉnh đồng về tham dự. Tại buổi lễ, Chư Tôn Hòa Thượng đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn trang, sái tịnh nhục thân của Hòa Thượng. Trong tiếng chuông trống bát nhã trầm hùng qua cùng tiếng niệm Phật của tứ chúng, môn nhân đệ tử đã thỉnh nhục thân Hòa Thượng từ phương trượng tiến đến giác linh đường thực hiện nghi thức nhập kim quan. Toàn thể môn đồ Pháp Quyến thọ tang báo đáp ân sư. Hòa Thượng Thích Thông Lưu, chứng minh do Hội Phật giáo Việt Nam huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, viện chủ tổ đình Linh Sơn, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, viên tịch lúc 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2 năm 2022, mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần, trụ thế 83 năm, hạ lạp 42 năm, lễ viếng Hòa Thượng từ 18 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 7 tháng 2 năm 2022, lễ tưởng niệm lúc 5 giờ sáng ngày 8 tháng 2 năm 2022. Sau đó phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại tu viện Quảng Đức, thôn 1, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh. Nhân dịp đầu xuân mới sáng ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hòa Thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương, Trưởng Phân ban Hoàng Pháp Hải ngoại, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới đã cử hành khóa lễ cầu an đầu năm đến đồng bào dân tộc thiểu số A Lưới. Khóa lễ cầu an đã được trang nghiêm cử hành dưới sự chứng minh tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như sự dốc lòng cầu nguyện của đồng bào dân tộc thiểu số hướng tâm đến mười phương tam bảo. Được biết, đây là một hoạt động Phật sự truyền thống diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng hàng năm
của Chư Tăng đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền cao A Lưới là cơ hội để bà con cầu nguyện bình an và tu học Phật Pháp đầu năm mới. Sau khóa lễ, Hòa Thượng Thích Huệ Phước đã chia sẻ pháp thoại đến đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp gặp mặt đầu xuân. Hòa Thượng đã giảng về ý nghĩa cầu an và cầu nguyện trong Đạo Phật. Cầu an là cầu nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, nhân dân an lạc, cũng có nghĩa là trong đó có bản thân, gia đình và người thân chúng ta. Tiếp theo đó, Hòa Thượng đã gửi lời chúc mừng năm mới và trao tặng những bao lì xì mừng tuổi đầu năm, bánh mứt Tết, chứa đựng tình cảm tấm lòng của Chư Tăng Ni gửi gắm đến bà con trong dịp xuân Nhâm Dần, Tết cổ truyền dân tộc. Chiều cùng ngày, tại chùa Từ Lâm, Chư Tăng cũng đã cử hành khóa lễ cầu an đầu năm đến sinh viên Phật tử Lào đang du học tại Huế. Nhân dịp đầu năm, Hòa Thượng Thích Huệ Phước thành tâm cầu nguyện chư Phật gia hộ cho sinh viên Phật tử Lào đạt như sở nguyện cho con đường học tập và công việc, cũng như một tương lai tươi sáng, luôn giữ vững niềm tin trong cuộc sống. Có niềm tin là sẽ có công đức, có niềm tin tức là có định hướng cho cuộc đời. Nếu con người không có niềm tin thì tương lai mờ mịt, đời sống tâm linh sẽ yếu lại và dễ rơi vào mê tín, cho nên cần phải có chánh tín và chánh kiến trên nền tảng trí tuệ. Vừa rồi là các hoạt động Phật sự đã diễn ra trong nước. Tiếp tục chương trình là phần tin Phật giáo quốc tế. Thưa quý vị, Cửu Hoa Sơn nằm ở bờ nam của sông Trường Giang, thuộc thành phố Trì Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc, là một trong tứ đại danh sơn Phật giáo. Nơi đây có phong cảnh đẹp và những ngôi chùa cổ gắn liền với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cửu Hoa Sơn nằm ở bờ nam của sông Trường Giang, thuộc thành phố Trì Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc, là một trong tứ đại danh sơn Phật giáo. Nơi đây có phong cảnh đẹp và những ngôi chùa cổ gắn liền với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cửu Hoa Sơn vốn có tên là Cửu Tử Sơn. Vào triều đại nhà Đường, thì nhân Lý Bạch đã đi ngang qua địa danh này. Ông phát hiện đây không khác gì chốn Bồng Lai tiên cảnh và là một tuyệt tác của tạo hóa dành cho nhân loại. Vùng này có dãy núi cao hơn ngàn mét so với mực nước biển. Phía trên có 9 đỉnh núi cao vút tạo thành hình dáng một đóa hoa sen 9 cánh, nên ông đã đặt tên cho ngọn núi này là Cửu Hoa Sơn. Lý Bạch đã dừng chân tại địa danh này một thời gian và đã sáng tác ra nhiều bài thơ nổi tiếng khen ngợi vẻ đẹp hùng vĩ của Cửu Hoa Sơn. Nhờ những bài thơ của Lý Bạch về Cửu Hoa Sơn mà ngọn núi này càng trở nên nổi tiếng. Tương truyền rằng vào năm 719 trước công nguyên, có một vị hoàng tử nước Tân La, tức Hàn Quốc ngày nay, tên là Kim Kiều Giác. Vị này xuất gia từ nhỏ, vì cảm uy danh của Ngài Huyền Trang, nên vào thời Đường Huyền Tông, Kim Kiều Giác đã đến Trung Hoa học đạo. Sau đó lên Cửu Hoa Sơn tu hành dựng chùa, tiếp độ giáo hóa nhiều tín đồ, biến Cửu Hoa Sơn thành một thắng địa Phật giáo cực thịnh. Sau 75 năm dày công tu hành, vào năm 99 tuổi, Kim Kiều Giác bỗng nghe một tiếng gọi mơ hồ và biết mình sắp viên tịch, liền gọi đệ tử đến dặn dò, rồi ngồi vào trong chùm mà viên tịch. 3 năm sau, đệ tử mở nắp chum ra để an táng, thấy da thịt vẫn còn nguyên, sắc diện như khi còn sống. Khi nhấc lên thì các khớp xương dao động thành tiếng lách cách. Mọi người cho rằng Ngài Kim Kiều Giác chính là Bồ Tát Địa Tạng chuyển thế, bèn xây tháp phụng thờ. Tháp ấy được gọi là Địa Tạng Nhục Thân Tháp. Nhục Thân Tháp còn gọi là Nhục Thân Bảo Điện, tọa lạc tại đỉnh Thần Quang trên Cửu Hoa Sơn. Vào ngày rằm và 30 tháng 7 âm lịch hàng năm, được cho là ngày sinh và ngày đắc đạo của Địa Tạng Bồ Tát, tín đồ Phật giáo đến chiêm bái Nhục Thân Tháp rất đông. Vào thời hưng thịnh, tại Cửu Hoa Sơn có đến hàng trăm ngôi chùa và hàng ngàn tăng ni cư trú. Trải qua bao cuộc thăng trầm biến thiên của lịch sử, đến nay chỉ còn bảo tồn được 94 ngôi cổ tự, hơn 10.000 pho tượng Phật cổ, hơn 2.000 cổ vật có giá trị văn hóa cao, và có khoảng hơn 700 tăng ni đang tu học trong các ngôi tự viện. Đặc biệt, từ thời nhà Đường đến nay, tại Cửu Hoa Sơn có đến 15 pho tượng nhục thân của các vị tu sĩ để lại sau khi viên tịch. Nhưng hiện du khách thập phương chỉ có thể chiêm bái 5 trong số 15 pho tượng kia mà thôi. Bên cạnh những công trình kiến trúc của Phật giáo, Cửu Hoa Sơn còn là vùng núi non có phong cảnh hữu tình. Núi non nơi đây hùng vĩ, tráng lệ, nguy nga. Các loại núi đá có hình thù kỳ dị, lung linh, hòa vào màu xanh của rừng tùng bát ngát. Bên cạnh đó, ngọn núi này còn được tô điểm bởi màu trắng xóa của những dòng suối.
Những dòng suối ở đây bắt nguồn từ các khe núi đổ xuống bên dưới và tạo ra những dải khói sương mờ đan quyện vào nhau, tạo nên những cảnh tượng vô cùng kỳ thú. Nơi đây còn được thiên nhiên cực kỳ ưu đãi, có khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, môi trường sinh thái trong lành, có hơn 1.460 chủng loại thực vật, kỳ trân dị thảo được tìm thấy ở Cửu Hoa Sơn. Ngoài ra, vùng núi này còn là nơi cư trú của 216 loại động vật hoang dã quý hiếm. Sự đa dạng và hoàn chỉnh của môi trường sinh thái đã tạo nên phong cảnh Cửu Hoa Sơn bốn mùa khác nhau rất rõ nét, đẹp đến mê hồn. Với những điều kiện tự nhiên mà thiên nhiên ban tặng, vẻ đẹp trời phú, cùng với những ngôi cổ tự, những giá trị văn hóa tâm linh của Phật giáo, có thể nói Cửu Hoa Sơn là thiên đường để mọi người hành hương, chiêm bái, thưởng ngoạn và tu tập để chuyển hóa thân tâm. Chính vì thế, Cửu Hoa Sơn đã trở thành một trong những khu danh lam thắng cảnh du lịch trọng điểm hàng đầu của Trung Quốc. Quý vị vừa theo dõi phần tin Phật giáo quốc tế. Cuối chương trình kính mời quý vị cùng đến với điểm tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, bản tin Phật sự 20 giờ của kênh Phật sự Online đến đây là kết thúc. Bản tin sẽ được phát lại vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm sau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức cùng quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kết tường. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.